Đúng tháng 8 âm lịch, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, chính thức hết khổ, bước lên thời kỳ hoàng kim rực rỡ, tiền tỷ liên tục vào tài khoản, sướng như tiền. Hoan hỷ chào mừng quý vị khán thính giả đã đến với chương trình trên kênh Lộc Phát Tử Vi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn chiêm nghiệm được những điều bổ ích để gia đạo luôn bình an và may mắn. Quý vị thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong cổ ải trần gian. Có những người phước giàu mạng lớn mới có đủ mạnh mẽ đi qua mọi sóng gió, khó khăn, chèo lái con tàu sinh mệnh đi đúng hướng và gặt hái được nhiều thành công như ý. Theo tử vi số mệnh luận giải rằng, tùy từng thời điểm khác nhau mà mỗi con giáp sẽ nhận được phúc họa khác nhau. Tại thời điểm này, bạn bị hung tinh chiếu rọi, vận hạn triền miên, nợ nần chồng chất. Nhưng thời điểm khác thì lại phú quý lâm môn, tiền nhiều chất đống, thu hái của cải của thiên hạ về nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Và trong năm Quý Mão 2023, con giáp tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 là con giáp may mắn được trời Phật thương tình mà ban cho rất nhiều cơ may đổi vận, quý nhân chỉ lối dẫn đường mà kiếm được nhiều lộc lá của cải. Thế nhưng, có nắm bắt được vận trình để cải biến được vận mệnh hay không lại do chính bản thân các quý vị tuổi Quý Sửu. Vậy vận trình trong tháng 8 âm lịch như thế nào? Cơ may mà bản mệnh đón nhận được là gì? Thì ngay sau đây hãy cùng với Lộc Phát Tử Vi đi tìm lời giải đáp quý vị nhé! Trước khi đi vào lá số tử vi chi tiết ngày hôm nay, ta hãy cùng tìm hiểu đôi điều về những nét riêng trong tính cách và vận số cuộc đời của những người sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân nhé! Người sinh năm 1968 là tuổi con khỉ, xét theo can chi là tuổi Mậu Thân. Năm sinh dương lịch của tuổi khỉ này tính từ ngày 29 tháng 1 năm 1968 đến ngày 15 tháng 2 năm 1969. Người sinh năm 1968 mệnh thổ, theo nạp âm là mệnh đại trạch thổ, tức đất đầm lầy. Người mệnh này có tính khí khá tùy duyên, hành xử thuận tiện, không gò bó theo một khuôn mẫu có sẵn nào. Những chú khỉ sinh năm 1968 đa số đều là người rất thông minh và sáng ý. Họ cũng rất khéo ăn khéo nói, nhiệt tình và hào phóng. Tuổi Mậu Thân có nhanh nhạy trong việc xử lý các vấn đề. Ở những người tuổi này có sự kiên định và không bao giờ bị dao động trước những khó khăn mà luôn tìm ra cách để giải quyết nhanh nhất. Nếu sinh vào giờ tốt, người tuổi Mậu Thân có chức có quyền hoặc cũng là người được quý nhân trọng đãi và được người đời yêu mến nể nang. Tuổi này có thể phải thay đổi nhà cửa nhiều lần và phải sống xa quê thì mới tốt. Cuộc đời của người Mậu Thân nhìn chung được no đủ bậc trung. Cuộc sống gia đình có thể gặp một vài trở ngại khiến vợ chồng xung khắc và có đôi chút vất vả đường con cái. Tuổi Mậu Thân cũng rất thông hiểu lý tình, ham học hỏi. Người tuổi này cần chú tâm làm điều thiện tích đức để được hưởng an lành về già. Nam giới tuổi Mậu Thân có cuộc đời không được tốt đẹp vào tuổi nhỏ, tiền vận nhiều lao đao, thời kỳ trung vận mới có khởi sắc, trở nên tốt đẹp và đủ đầy tiền bạc. Thời kỳ hậu vận cũng được an nhàn hơn chút, nhưng có nhiều điều phải lo nghĩ, khổ tâm. Nữ giới tuổi Mậu Thân có cuộc đời sung sướng và hưởng nhiều điều tốt đẹp. Thời tiền vận có nhiều vất vả, trung vận được hưởng phúc lành sung sướng, nhưng hậu vận có điều buồn lo. Gia đạo của họ khá êm ấm. Đường công danh ở mức trung bình, từ sau 40 tuổi, sự nghiệp được vững chắc, tiền bạc dư giả, cuộc sống thoải mái. Tuổi Mậu Thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Khi đối diện với khó khăn thử thách, tuổi Mậu Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể, tuổi Mậu Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không để cho ai biết. Đa số những người tuổi Mậu Thân làm việc theo cảm hứng nhất thời. Khi tâm trạng tốt, họ làm việc hăng say và hiệu quả. Còn khi tâm trạng xấu,
tuổi Mậu Thân lại tỏ ra chán nản và làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Tuổi Mậu Thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết. Họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi Mậu Thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Tuổi Mậu Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Mậu Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Nếu bạn là người tuổi Mậu Thân, bạn muốn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống thì nên nhớ rằng không nên quá đắc chí, tự cao tự đại về tài năng của mình. Hãy học cách chia sẻ, lắng nghe người khác và làm việc tuân theo những nguyên tắc của cộng đồng. Điều đó sẽ giúp cho bạn được mọi người xung quanh yêu quý và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tiếp theo là vận trình tổng quan của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, đúng tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Theo tử vi tháng 8 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, xét về tổng thể vận trình của người tuổi Mậu Thân có nhiều sự tăng tiến tích cực trong tháng này, song vẫn có nhiều tình huống phức tạp xảy ra khiến bạn vất vả, tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình. Công việc được nhiều cát tinh che chở, quý nhân nhiều, chăm sự thuận lợi, sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, có cơ hội thăng tiến cao trong công việc. Bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Tuy nhiên, trong tháng xuất hiện hung tinh âm sát, mang điểm tiểu nhân quấy phá. Dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu, bản mệnh vẫn khó tránh những cạm bẫy bủa vây xung quanh. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Bạn không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn. Về tài lộc, trong tháng 8 âm này, bản mệnh được quý nhân nhị hợp mang tới một vài mối làm ăn khá hời. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Vận trình tình cảm của bản mệnh trong tháng hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn, con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Nhìn chung, vận trình sức khỏe tháng này của người cầm tinh khỉ duy trì ở trạng thái bình ổn, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì thời tiết biến đổi thất thường nên sức khỏe ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, có thể mắc một số chứng bệnh cảm vặt theo mùa. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của con giáp thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình duyên và sức khỏe, cụ thể như sau. Về sự nghiệp, xem tử vi tháng 8 năm 2023 tuổi Mậu Thân âm lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi này đang nhận được sự che chở của rất nhiều cát tinh nên có thể gặp được nhiều cơ hội phát triển bất ngờ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Tháng có lục hợp quý nhân xuất hiện, lại có quý tinh chính quan, chủ về công danh tương trợ, rất thích hợp để con giáp này tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, chăm sự đều thuận. Những ai có ý định chuyển đổi công việc, nếu đã có sự chuẩn bị kỹ càng, có thể tiến hành ngay trong tháng. Tranh thủ lúc vận khí đương lên, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Có thể trong quá trình đó vẫn còn nhiều khó khăn khiến bạn đôi khi chùn bước, nhưng vạn sự khởi đầu nan, có trải qua gian nan mới được tôi luyện để thêm bản lĩnh. Đây cũng là tháng Mậu Thân có thiên đức cát tinh soi đường dẫn lối. Hãy chủ động làm những gì bạn mong muốn, miễn là chúng phù hợp với năng lực và bạn đủ tự tin vào con đường mình sẽ chọn. Dù ở bất cứ độ tuổi nào, để bắt đầu vẫn chưa là quá muộn, miễn là bạn thực sự quyết tâm và theo đuổi tới cùng. Nhiều hạng mục mới cũng sẽ được triển khai trong tháng. Bạn cũng sẽ được giao phó đảm nhiệm phần việc quan trọng, được nhiều người nể phục. Những thu hoạch hiện tại đều do bạn tự mình tích lũy từ rất lâu trở về trước, nên thành tựu vô cùng bền vững. Tuy nhiên, trong tháng xuất hiện hung tinh âm sát, mang điểm tiểu nhân quấy phá. Dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu,
bản mệnh vẫn khó tránh những cạm bẫy bủa vây xung quanh. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Bạn không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn. Hãy coi thách thức và khó khăn là cơ hội để rèn giũa bản lĩnh. Trong các tình huống phức tạp, có thể bạn sẽ phải vất vả tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình, nhưng chỉ cần suy nghĩ linh hoạt thì rồi sẽ tìm ra hướng xử lý phù hợp nhất. Về tài vận, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Mậu Thân trong tháng 8 năm 2023 âm lịch này cũng vượng phát hơn hẳn. Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán được quý nhân nhị hợp mang tới một vài mối làm ăn khá hời. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng. Các đơn hàng đều được giải quyết trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ. Cát thần này cũng sẽ giúp bạn tìm kiếm đối tác thuận lợi hơn, nhưng để thuyết phục được đối phương, bạn cũng sẽ phải tốn không ít công sức. Nếu cảm thấy việc mình làm là đúng, bạn nên kiên trì theo đuổi, bỏ công bỏ sức, ắt sẽ thu về thành quả xứng đáng, đừng bỏ cuộc giữa chừng kẻo phải hối tiếc. Tuy nhiên, hung tinh ám tàng cũng nhắc nhở Mậu Thân cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn, kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Trước khi tiến hành, bạn cần dành nhiều thời gian tìm hiểu biến động của thị trường, đối tác hợp tác làm ăn, tránh bị lừa gạt. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý, tiền bạc kiếm được tuy nhiều nhưng các khoản thu chi cũng lắm cho việc xã giao, tạo dựng mối quan hệ hay trang trải nhu cầu cuộc sống. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp, bạn sẽ khó mà tích lũy được, thậm chí còn xuất hiện tình trạng phá tài. Về tình cảm gia đạo, trong tháng mới, vận trình tình cảm của Mậu Thân khá lý tưởng, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Một vài xung đột từ trước đó giữa các thành viên trong gia đình kịp thời được hóa giải, trả lại không gian yên ấm vui tươi cho ngôi nhà của bạn. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, nguyệt lệnh lâm thai báo hiệu một số cặp vợ chồng đón tin vui về chuyện vui sắp đón thêm thành viên mới trong tháng này. Hỉ khí dồi dào cũng là lúc bạn nên làm việc thiện nhiều hơn để tích phúc đức cho bản thân cũng như gia đình. Về sức khỏe, tháng được lục hợp che chở, sức khỏe của tuổi Mậu Thân cũng khá lý tưởng, dồi dào cả về thể lực và tinh thần, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng. Tinh thần thoải mái cũng là một trong những yếu tố quyết định tới sức khỏe của bạn. Dù công việc có áp lực hay khó khăn bộn bề đến mấy, bản mệnh cũng đừng để nó ảnh hưởng tới lối sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, vì thời tiết biến đổi thất thường nên sức khỏe ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, có thể mắc một số chứng bệnh cảm vặt theo mùa. Ngoài việc chú ý chăm sóc tốt bản thân, bạn cũng nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận trong tháng 8 âm lịch của người tuổi Mậu Thân 1968, năm Quý Mão 2023. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Mậu Thân là một trong những con giáp may mắn khi mà kiếm tiền trở nên chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Bản mệnh có thể đạt được những thành công rực rỡ trên con đường tài lộc. Từ giữa tuần, cát khí khởi vượng, những chú khỉ nhanh chóng đón được tài lộc về cho mình. Bản mệnh không gặp vấn đề gì trong việc quản lý tài chính, trong khi các khoản thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng nhanh chóng. Nguồn thu từ công việc chính khá ổn định, người làm công ăn lương không lo không có tiền tiêu. Song nếu tuổi Mậu Thân chăm chỉ, cần cù, làm thêm nghề tay trái thì tiền bạc về tay có thể nhiều hơn gấp nhiều lần nữa. Cứ nỗ lực đi, tự dưng sẽ có người giúp bạn, quý nhân vượng vận thì có gì đâu mà phải lo ngại. Với những bạn theo nghiệp kinh doanh thì càng về cuối tuần tài lộc càng thêm dồi dào. Bản mệnh hãy phát huy năng lực của mình là hơn, đừng ỷ lại vào người khác. Bởi có những lúc do dự thiếu quyết đoán sẽ khiến cho bạn đánh mất đi cơ hội kiếm tiền đáng quý. Ngày cuối tuần được coi là ngày bình yên nhất, bạn nên tạm gác công việc, những trăn trở trong sự nghiệp sang một bên, cùng gia đình quây quần bên nhau tổ chức một bữa ăn nhỏ. Bản mệnh cũng có thể mời khách khứa tới nhà để tăng thêm phần rôm rả, khuấy động bầu không khí và khích lệ tinh thần phấn chấn hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, mão, tiểu nhân, ngọ, tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh,
Con số may mắn 562209. Tuần 2, từ ngày 8 đến ngày 15 âm lịch. Tuần này là một tuần cực kỳ tốt đẹp đối với người tuổi Mậu Thân, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bạn chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao nên được lãnh đạo đánh giá rất cao. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó. Tiền bạc cũng có những dấu hiệu phát triển đáng kể, dù cho con giáp may mắn tuần này đang làm ở bất cứ phương diện nào. Có lẽ sự nhạy bén, năng động giúp bạn tiếp cận được với thời cơ sớm hơn nhiều đối thủ xung quanh. Những ngày đầu tuần, vận khí tăng mạnh nhờ sự hỗ trợ từ các yếu tố thiên can, địa chi và ngũ hành. Bạn sẽ cảm nhận rõ ràng rằng khi tiến hành việc quan trọng nào đó trong thời gian này đều khá suôn sẻ, không có gì phiền phức. Nếu có, cũng sẽ xuất hiện quý nhân giúp giải quyết thấu đáo. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh xông xáo và chủ động phô diễn tài năng trong công việc. Khi bạn hăng hái đưa ra những đề xuất, ý tưởng mới lạ, dù tính khả thi của nó chưa thực sự cao, nhưng ít nhất cũng giành được sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp. Trong tuần mới, vận trình tình cảm của Mậu Thân khá lý tưởng, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Một vài xung đột từ trước đó giữa các thành viên trong gia đình kịp thời được hóa giải, trả lại không gian yên ấm vui tươi cho ngôi nhà của bạn. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể. Tháng được lục hợp che chở, sức khỏe của tuổi Mậu Thân cũng khá lý tưởng, dồi dào cả về thể lực và tinh thần, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, mùi, tiểu nhân, sửu, mùi, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số may mắn, 568922. Tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Công việc trong tuần khá tốt, ấn quan hiệp sức, tạo cho con giáp này nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Thiên vu cát tinh giúp cho bản mệnh tỉnh táo và sáng suốt, nhận được sự đánh giá cao từ phía cấp trên. Về đường tài lộc thì người tuổi Mậu Thân trải qua khá nhiều thăng trầm khi mà thời điểm đầu tuần vừa hào hứng kiếm tiền thì đã gặp ngay trái đắng, tiền mất tật mang. Mãi tới cuối tuần thì vận trình mới dần khởi sắc, tiền bạc cũng dồi dào, rủng rỉnh hơn trước. Công việc diễn tiến khá suôn sẻ, tuy nhiên trong quá trình làm việc, bạn sẽ gặp phải một số trở ngại về thủ tục hành chính. Nếu có thể đi cửa sau được thì càng tốt, tốn kém một chút nhưng được việc vẫn hơn. Người làm kinh doanh buôn bán có một tuần tất bật, nguồn tiền vào ra đều đặn. Phong cách làm việc uy tín và chuyên nghiệp giúp khách hàng tự tìm đến bạn để hợp tác. Bản mệnh có thể bắt tay hợp tác với người tuổi Tý hoặc Thìn để đôi bên cùng gặt hái lợi ích kinh tế. Người tuổi Mậu Thân sẽ đón những tin vui về đường tình cảm trong tuần này. Thiên diêu cát tinh phò trợ, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy có những bước biến chuyển khá lớn, thay đổi cả về chất và lượng, khiến cho con giáp này không khỏi mừng rỡ. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này có sự cải thiện đáng kể. Bạn đã biết quan tâm hơn đến sức khỏe của mình như ăn uống dinh dưỡng và đi ngủ đúng giờ để đảm bảo cơ thể có thể trạng tốt nhất. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tỵ, mùi, tiểu nhân, sửu, ngọ, màu sắc may mắn, đen, đỏ, con số may mắn, 263808. Tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 âm lịch. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Mậu Thân có nhiều dự định trong công việc, nhận được sự nâng đỡ của quan tinh nên phần nào hoàn thành kế hoạch. Giữa tuần là thời điểm thuận lợi để con giáp này triển khai đẩy mạnh. Lúc này, bạn sẽ nhận được nhiều đóng góp giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên. Ngoài ra, thực Mậu Thân giúp bạn có tài ngoại giao, biết cách hòa nhập với môi trường mới rất nhanh chóng nên thích nghi tốt với điều kiện hoàn cảnh. Kể cả bất ngờ được giao nhiệm vụ cũng không hề nao núng mà tự tin gặt hái được kết quả khiến người khác phải bất ngờ. Tài lộc cũng theo đó mà kéo tới, càng ngày thu nhập càng tốt hơn. Công việc diễn tiến khá suôn sẻ, tuy nhiên trong quá trình làm việc, bạn sẽ gặp phải một số trở ngại về thủ tục hành chính. Nếu có thể đi cửa sau được thì càng tốt, tốn kém một chút nhưng được việc vẫn hơn. Người làm kinh doanh buôn bán có một tuần tất bật, nguồn tiền ra vào đều đặn. Gia đình ấm áp với lời khuyên giải của quý nhân Thái Âm là chỗ dựa lớn về tinh thần mà con giáp này có thể dựa dẫm. Hãy tâm sự chia sẻ với người Mậu Thân, xin trợ giúp từ những người lớn tuổi trong tình huống khó khăn, chứ đừng vội vàng tự đưa ra quyết định. Sự từng trải và kinh nghiệm của họ sẽ phần nào đỡ đần bạn thoát khỏi sự cố rắc rối. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, hợi, ngọ,
tiểu nhân, mùi, tí. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số may mắn 162209. Quý vị thân mến, có một thiền sư từng nói rằng vạn vật trên đời này đều trống rỗng, chỉ có nhân quả là thực sự tồn tại. Người ta khi rời khỏi thế gian kỳ thực sẽ không thể mang theo bất cứ thứ gì, chỉ có đức và nghiệp lực sẽ luôn theo sát chúng ta. Chúng ta làm bất cứ một việc gì đều sẽ phải chịu trách nhiệm với bản thân mình. Nếu làm việc không tốt thì sẽ tạo nghiệp. Một khi nghiệp lực quá nhiều thì sẽ cản trở con đường tiến thân của con người, khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Chỉ bằng cách tu tâm dưỡng tính, không làm điều xấu thì phần đời còn lại của chúng ta mới dễ dàng hơn. Vậy làm thế nào chúng ta có thể giảm bớt nghiệp lực? Đầu tiên hãy bắt đầu với từ nhân quả. Nhân nào nên gieo, con đường nào nên đi, sứ mệnh nào nên hoàn thành, đều là những vấn đề mà chúng ta phải cân nhắc. Nhiều người thời niên thiếu làm một số việc không tốt, phạm nhiều tội lỗi nên về già cảm thấy bất an, thậm chí con cái của mình cũng trở nên bất hiếu. Một tuổi già như vậy, đó là một thất bại đặc biệt. Con người khi về già, con cái có hiếu thảo hay không, sống thọ hay không đều tùy thuộc vào bốn nhân quả này. 1. Nhân quả của việc hiếu thảo với cha mẹ khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ, đại đa số mọi người sẽ phớt lờ công sức của cha mẹ hoặc cãi lời cha mẹ, khiến cho cha mẹ già càng thêm muộn phiền. Khi lớn lên, chúng ta lại có cuộc sống riêng, kết hôn và sinh con. Khi đó, họ sẽ phàn nàn, tại sao con tôi lại bất hiếu và ngỗ ngược như vậy? Cứ nhất quyết chống lại cha mẹ. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi lại bản thân, những năm tháng thời thơ ấu, bạn có từng hiếu kính cha mẹ chưa? Một người đối xử tệ với cha mẹ mình trong những năm đầu đời và lại hy vọng con cái sẽ đối xử tốt với mình trong những năm cuối đời. Điều này nghe thật phi lý, những tổn hại mà một người gây ra cho cha mẹ mình cuối cùng họ sẽ gặp lại vào một ngày nào đó trong tương lai. Câu nói, hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch hoàn sinh ngỗ nghịch nhi, nghĩa là người hiếu thuận sẽ sinh ra con hiếu thuận, kẻ ngỗ ngược cũng lại sinh ra con ngỗ ngược, chính là đạo lý. Đây là những gì các nhà tâm lý học nói, kỳ thực cha mẹ chính là tấm gương cho con cái của họ noi theo. Muốn con cái của mình có hiếu với thế hệ mai sau thì trước hết chúng ta phải hiếu kính với cha mẹ. Không cho đi thì cũng sẽ không nhận lại được gì. Đó chính là vòng tuần hoàn của nhân quả. 2. Lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, có còn quý trọng gia đình hay không? Có một hiện tượng đặc biệt phổ biến trong xã hội ngày nay, khi họ ở độ tuổi 40 hoặc 50, cuộc sống gia đình không được tốt lắm. Và đến 60-70 tuổi thì gia đình lại tan nát. Nhiều người cảm thấy rất khó hiểu về ý nghĩa đằng sau hiện tượng này. Có một câu chuyện về một người đàn ông vô gia cư lớn tuổi trên đường phố. Ông ấy đang trong tình trạng hôn mê và trông rất ảm đạm. Sau đó, có người đã tìm hiểu lý do tại sao người đàn ông vô gia cư này lại rơi vào tình trạng đáng thương như vậy. Sau khi biết được sự thật đằng sau, mọi người đều thấy luật nhân quả rất công bằng. Thì ra, người đàn ông này chính là một triệu phú đã thành lập công ty khi ông ấy ở độ tuổi 40 hoặc 50. Nhưng khi đã kiếm được nhiều tiền, đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, ông ấy lại không hề quý trọng gia đình và người thân. Ông ấy đã bỏ rơi vợ con của mình. Đây là một việc làm rất tàn nhẫn. Hơn 10 năm sau, công ty của ông đã bị phá sản và ông ấy đã rơi vào đường cùng. Không gia đình, không tiền bạc, ông rơi vào trạng thái mê muội và chỉ biết lang thang khắp nơi, cuối cùng trở thành kẻ vô gia cư. Ở tuổi trung niên, nếu bạn không đối xử tốt với gia đình và người thân của mình, thì khi về già, bạn sẽ không thể có một gia đình êm ấm. Bởi vì hơi ấm và tình cảm trên đời này không phải là thứ mà con người có thể tùy tiện có được. 3. Bạn có thiết lập cho cơ thể cách sống điều độ không? Một cuộc sống ôn hòa có nghĩa là chúng ta có thể nắm bắt ở một mức độ nhất định và không đi đến cực đoan. Đừng vắt kiệt sức khỏe của bản thân, hãy cố gắng cân bằng mọi thứ là một cách sống tốt nhất. Ví dụ, bạn có thể làm việc trong 8 giờ và sau đó để cho cơ thể nghỉ ngơi thì cơ thể bạn sẽ rất ổn. Vì cơ thể con người dù sao cũng không phải là một cỗ máy mà là máu thịt, vì vậy cần có thời gian nghỉ ngơi. Đừng coi thường lối sống điều độ. Bạn phải biết rằng cuộc sống điều độ là cách tốt nhất để giữ gìn sức khỏe và là cách sống tiết kiệm nhất. Một khi bạn vắt kiệt thân xác của mình thì có thể số tiền mà bạn kiếm được
có thể không đủ để chi trả cho các chi phí y tế. 4. Giữ tâm thanh tịnh và ít ham muốn. Làm thế nào chúng ta có một cuộc sống tốt hơn? Cách duy nhất là giữ cho tấm lòng trong sạch và ít ham muốn. Một cuộc sống đơn giản là biết rõ bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì. Tại sao ham muốn dục vọng sẽ khiến con người rơi vào vực đáy? Bởi vì dục vọng giống như một ngọn lửa đang hoành hành, nó sẽ thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi. Vậy nên, thiêu đốt thân thể bằng dục vọng là một trong những căn nguyên khiến con người bị giảm thọ. Hàn Phi Tử thời Chiến Quốc giảng rằng, người nào mang theo dục vọng nhiều, tâm ắt sẽ loạn, tâm loạn thì dục vọng càng mạnh mẽ. Dục vọng càng mạnh mẽ khiến tà tâm chi phối làm cho cách hành xử bị rối loạn, hành xử rối loạn chắc chắn sẽ sinh ra tai họa. Những người thích đắm chìm trong dục vọng sẽ già đi nhanh hơn, những kẻ có ham muốn vật chất quá lớn sẽ bị lỗ đen vô tận nuốt chửng. Vì vậy mà từ tuổi 40 trở đi, chúng ta nên sống đơn giản và ít ham muốn. Hãy làm phép trừ cho cuộc sống và trân quý những người xung quanh chúng ta. Có câu tục ngữ rằng, gieo nhân nào gặt quả ấy. Nếu bạn là một người lương thiện, làm việc thuận theo thiên ý, tin vào luật nhân quả, thì cuộc sống về sau sẽ thuận buồm xuôi gió, bình an và nhiều may mắn.